Nhận tin trẻ mầm non tử vong do bị bỏ quên trên ô tô, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình đã trực tiếp làm việc với Công an tỉnh Thái Bình và đề nghị chỉ đạo Công an thành phố Thái Bình khẩn trương điều tra làm rõ vụ việc, khởi tố vụ án theo đúng quy định. Như báo Phụ nữ Việt Nam đã đưa tin, tối ngày 29 tháng 5, khi nhận được thông tin vụ việc về một trẻ em mầm non bị bỏ quên trên xe đưa đón học sinh dẫn đến tử vong, ông Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình đã trực tiếp làm việc với Công an tỉnh, Công an thành phố Thái Bình và Ủy ban nhân dân thành phố Thái Bình yêu cầu khẩn trương điều tra làm rõ vụ việc. Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Khắc Thận đề nghị Công an tỉnh chỉ đạo Công an thành phố khẩn trương điều tra làm rõ vụ việc, khởi tố vụ án theo đúng quy định của pháp luật ngay trong tối ngày 29 tháng 5. Ủy ban nhân dân thành phố phối hợp với lực lượng chức năng làm rõ trách nhiệm của nhà trường, quy chế đưa đón học sinh và giấy phép hoạt động của nhà trường. Đồng thời, các sở, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình cháu TGH. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình cũng yêu cầu các cơ quan truyền thông kịp thời đưa thông tin chính thống để nhân dân nắm được sự việc. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình yêu cầu Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sớm ban hành văn bản chấn chỉnh hoạt động của các trường mầm non và việc đưa đón trẻ, bảo đảm môi trường an toàn khi trẻ đến trường. Theo báo cáo của Công an thành phố, khoảng 6 giờ 20 phút, lái xe NVL và cô giáo PQA có nhiệm vụ đón trẻ mầm non từ nhà đến trường mầm non Hồng Nhung 2 ở xã Phú Xuân, thành phố Thái Bình, trong đó có bé TGH, sinh năm 2019, trú tại xã Minh Khai, huyện Vũ Thư. Đến 17 giờ cùng ngày, người thân của bé H đến đón, không thấy cháu nên đã báo cho nhà trường đồng thời tìm kiếm cháu H và phát hiện cháu H vẫn ở trên xe đưa đón học sinh của nhà trường. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.